kính chào quý ông và cô chú các anh chị và các bạn nha hiện tại thì mình đang có mặt ở tại phi trường San Francisco hôm nay mình sẽ bay tới Brazil đây là cái hành trình đi công tác lần đầu tiên mà đi xa tới như vậy luôn quý vị thì mình sẽ quay toàn cảnh cho tất cả quý vị xem hiện tại thì buổi sáng rất là sớm luôn á mình, mình có mặt rất là sớm ở phía trường San Francisco đây là cái chuyến bay nội địa đó quý vị mình sẽ bay với một cái hành trình rất là dài luôn và mình sẽ quá cảnh ở bên Houston đợi khoảng chừng hai ba tiếng xong sau đó rồi mình mới lên máy bay bay tới Brazil mà hôm nay là mình sẽ bay hãng united airlines thì mình sẽ quay coi máy bay united airlines bay trong nội địa có ok hay không tại vì có rất là nhiều quý vị à, hiện tại bây giờ họ bay đi nhiều tiểu bang chơi đó mà họ sẽ lựa chọn nhiều những cái chuyến bay của mỹ thì trong đó cũng có united airlines thì để mình quay cho mọi người xem coi hãng này như thế nào nha những chuyến bay mà ở trong nội địa của nước mỹ thì nó sẽ khác những chuyến bay quốc tế rất là nhiều luôn nếu như mà quý vị muốn check in ở tại nhà thì mình cũng có thể check in được nhưng mà nếu như mà mình mà gửi hành lý nhiều quá giống như mình hôm nay đi công tác có hai chị em hành lý là bao nhiêu đây luôn đó quý vị mình đem là hai kiện là đồ nghề còn hai kiện lớn là để ký gửi và hai cái sách tay nữa thì hãng United Airlines là quý vị mua vé máy bay tùy theo cái giá vé máy bay để mà quý vị có được miễn phí hai kiện mỗi một kiện là 23kg hay không ha hôm nay thì công ty mình mua vé máy bay cho hai chị em mình và có một số người đi chung nữa thì mình check in chung một lần luôn mình thấy ở đây cũng có rất là nhiều cái cái máy tự check-in và in vé máy bay tự động luôn đó quý vị. Khi check-in những chuyến bay nội địa thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều luôn, nhưng mà những cái vật quay nguy hiểm hoặc là nước đồ thì nếu mà quý vị mà mang vô đây là đều bị bỏ vô thùng rác hết nha quý vị, cho nên là mình phải kiểm tra hành lý của mình trước khi mà mình mang vô trong đây mình check-in hải quan. Thì uh, vô tình vô đây thì mình gặp được uh, một người uh, cháu rất là dễ thương, người Việt Nam đang làm việc ở đây luôn á cho mình mình quay phim ảnh để làm kỷ niệm Tại vì uh, cũng uh, không có may mắn là mình bay những chuyến bay uh, nội địa lần đầu tiên gặp uh, được uh, một người uh, Việt Nam mà là người quen nữa phi trường San Francisco rất là rộng lớn luôn nếu như mà quý vị mà lần đầu tiên mà mình quá cảnh ở đây á thì quý vị sẽ bỡ ngỡ rất là nhiều luôn nó có rất là nhiều khu cho nên nó là quý vị phải tìm hiểu thật kỹ nếu như mình mà không biết là quý vị nên cầm cái vé máy bay của mình sau mà mình hỏi nhân viên tại vì xung quanh thì mình thấy cũng có rất là nhiều người để cho mình có thể hỏi được đó quý vị tuy là mình bay nội địa nhưng mà khuôn viên quá rộng lớn cũng dễ bị lạc lắm cho nên là cái điều đầu tiên á là mình phải tìm đúng nơi cái gây của mình trước xong sau đó rồi á là mình à, bỏ hành lý đó chút xíu rồi mình chỉ có đi quay phim gần gần ở cái khu vực mà gần cái chỗ của mình sắp bay thôi à quý vị mình cũng không có đi xa quá thì mình thấy ở đây buổi sáng thì họ cũng có bán đồ ăn sáng rất là nhiều luôn nhưng mà đồ ăn rất là mắc nha quý vị nếu như mà quý vị mà buổi sáng mà mình bay á mình à, không có muốn à, mua đồ ăn ở phi trường là mình nên à, chuẩn bị một cái phần ăn sáng ở nhà rồi mang tới đây mình có thể vừa ngồi chờ và vừa ăn mấy bữa nay thì không khí ở San Francisco là nắng nóng nhưng mà tự nhiên cái ngày hôm nay là cái ngày mà mình bay đi thì lại mưa rất là lớn luôn rồi còn khí hậu lại tự nhiên trở lạnh nữa mình cảm thấy nó cũng bất ngờ quá cho nên là mình cũng có chuẩn bị áo lạnh này kia đi mà cái chuyến bay ngày hôm nay thì mình thấy rất là đông luôn á quá trời đông luôn thường á thì bay trong nước Mỹ mình bay đi làm việc thôi chứ cũng ít đi đâu vòng vòng chơi lắm. Hôm nay là mình sẽ bay hãng United Airlines Đây là một trong những hãng bay nổi tiếng ở nước Mỹ Và cũng được rất là nhiều người Việt Nam mình lựa chọn luôn Hãng United Airlines là có cái hành trình bay về Việt Nam Và quát cảnh ở tại phi trường Canada hay là Narita ở bên Tokyo nha quý vị Nếu như mà quý vị mà lựa chọn hãng bay này để mà mình bay về Việt Nam á Thì quý vị biết là mình sẽ quá cảnh ở đó bay trong nước Mỹ thì cái máy bay nhỏ xíu xíu rồi à, quý vị ơi ở United Airlines là đa số có nhiều những cái máy bay nhỏ bay dòng vòng tiểu bang này tiểu bang kia và cái hạng ghế này chính là hạng ghế economy là hạng ghế phổ thông bình thường thì mình được vô số một chút xíu cho nên mình quay cho mọi người xem là ghế da nha quý vị thì mình thấy cái ghế này nó cũng ok cũng rộng rộng chứ không có nhỏ nói chung là thường những cái ghế mà hạng ghế economy là cũng là à, hộp à, tiêu chuẩn quốc tế cho nên là khi mà mình ngồi lên thì mình cũng cảm thấy nó cũng ok không có nhỏ Hôm nay thì công ty của mình mua vé và đặt ghế ngồi cho mình luôn Thì hôm nay mình thấy là cái ghế ngồi là Economy Plus Là nằm gần cái Premium Economy Thì cái chiếc máy bay nhỏ này á là chỉ có hai hãng ghế thôi à, quý vị à, Hãng ghế Economy và hạng ghế Economy Plus là nằm gần ở phía trên á Thì khoảng chừng một số ghế Nếu như mà quý vị mà mua những cái ghế mà nằm gần cái hạng ghế Premium á Thì có thể quý vị sẽ trả thêm vài chục đô nữa Còn khi mà quý vị mua mà ghế ngồi phía sau á thì cái giá bình thường theo đúng cái giá vé máy bay của quý vị luôn trời vẫn còn mưa rất là lớn cho nên là cái hành trình bay của mình không có được giống như là dự định bị trễ hết hai tiếng đồng hồ luôn mà cái việc trễ này là khi tất cả mọi hành khách đã lên máy bay rồi và máy bay đã rời ra khỏi khu vực mà phi trường rồi đó quý vị xong sau đó rồi dừng lại một hồi lâu rồi xong rồi cái quay ngược trở về cái gây rồi xong rồi họ làm gì nữa đó mình cũng không biết luôn nói chung là bị trễ hết hai tiếng đồng hồ mà mình không có được đi vô trong cũng không có được làm gì hết chỉ được ngồi một chỗ và chờ đợi à, máy bay bay thôi à nói chung là ai cũng cảm thấy rất là hồi hộp cũng rất là buồn vì cái hành trình bay của mình bị trễ những chuyến bay nội địa ở nước mỹ mà bị delay một hai tiếng ba bốn tiếng á, là một cái chuyện rất là bình thường ha thường quý vị nào mà hay bay là sẽ biết bởi vậy cho nên nếu như mà mình có những cái chuyến bay mà bay từ tiểu bang này qua tiểu bang kia thì mình nghĩ chắc ra nên lấy một khoảng thời gian là 4 tiếng hay năm tiếng gì cho thoải mái lỡ như mà khi mà mình lấy cái thời gian khoảng chừng một tiếng hai tiếng giống như mình bây giờ là mình bị trễ là hai tiếng đó quý vị đâm ra thành mình tới phi trường houston là bị trễ hết 2 tiếng đồng hồ luôn Vì công ty của mình là bút vé máy bay cho tụi mình Với cái thời gian là mình sẽ đợi là 3 tiếng đồng hồ Ở phi trường Houston Nhưng mà bây giờ mình đã bị trễ 2 tiếng Ở tại San Francisco rồi Cho nên khi mà bay tới đây là mình không còn nhiều thời gian nữa Máy bay mà vừa đáp xuống quý vị Là coi như là mình phải đi thật nhanh Để đến tìm đúng ngay cái gây Mà mình sẽ chuẩn bị bay tới Brazil và cái hành trình bay tới Brazil thì mình cũng bay hãng United Airlines luôn. Mình không có lấy hành lý ký gửi ra rồi check-in lại từ đầu ha, tại vì đây là mình bay cùng một hãng luôn. Lần này thì mình được bay chiếc máy bay bự nè mà mình vừa đi vô là mình đi ngang cái hạng ghế gọi là business class thì quý vị cũng nhìn thấy rồi đây là cái hạng ghế mà gọi là được nằm dài đó, nhưng mà cái ghế cũng rất là nhỏ luôn á, cho nên là sẵn mình thấy và mình quay cho mọi người xem. Kế tiếp đó là hạng ghế Premium Economic Class, đây là hạng ghế phổ thông đặc biệt của hãng United Airlines thì mình thấy cái ghế của nó hơi to to một chút xíu. Nói chung là nó sẽ thua hạng ghế Business và nó sẽ tốt hơn hạng ghế Economy. Và cái giá vé máy bay thì đương nhiên nó sẽ mắc hơn rất là nhiều luôn. Đó là quý vị thấy không? Cái ghế nó hơi to một chút xíu luôn. Mà chưa có bao giờ mình mua cái ghế này ngồi hết quý vị, thấy giá nó mắc quá à. Mình hôm nay là được công ty đặt cho cái ghế gọi là Economy Plus Là cái hạng ghế mà nó sẽ mắc hơn cái Economy một chút xíu Nó nằm ở ngay phía trên luôn lần này là được đi chung với lại những người business ở công ty đâm ra thành mình được đi theo đi chung vô sớm trước tiên luôn đâm ra thành mình có thời gian để mình có thể quay những cái hạng ghế cho mọi người xem và mình cũng lần đầu tiên ngồi lên trên cái ghế tuốt ở trên khúc trên này thường là mình mà tự mua vé là mình ngồi tuốt phía sau không à còn này tại công ty mình mua đâm ra là ngồi ở ngay gần ở phía trước kế bên cái hạng ghế premium economy cái ghế này thì nó có cái gì khác thì nó cũng gần giống như là cái ghế premium economy ấy, quý vị là ở phía trước của nó là coi như rất là rộng luôn á thật sự là rộng rãi luôn và cái bàn ăn của nó thì nó nằm ở bên trong này là mình lấy cho quý vị xem và nó có một cái sự ngăn đôi ra rất là rõ ràng luôn và ngay cái chỗ này thì rất là rộng luôn và cái cửa đó là cái cửa emergency đó quý vị bốn à, cái ghế ở phía trước này là ngồi ngay hai cái cánh cửa emergency luôn cho nên nó là rất là rộng lớn luôn để chân thì thoải mái nữa và mình thấy ở bên hông thì cũng có nhiều những cái nút điều khiển để cho mình muốn cái gì thì mình sẽ điều khiển ở đây nè quý vị ngồi ở ngay cái cánh cửa emergency này thì quý vị phải có một cái trách nhiệm nha khi mà mình ngồi ở đây là nhân viên tới hỏi mình nếu mà có chuyện gì xảy ra là mình có thể là người hỗ trợ để giúp đỡ mở cái cánh cửa này ra hay không đây là lối thoát hiểm đó quý vị đâm ra thành mình phải trả lời là yes là mình đồng ý giúp đỡ mọi người thì mình mới được ngồi ở ngay cái ghế này đó <laughs> Với một cái chỗ để chân rất là rộng rãi như vậy thì làm sao mà mình treo cái đồ treo chân lên được ha Thì mình cũng tìm một cái cách thường là mình treo lên trên cái bàn ăn mà ở ngay chỗ này nó không có cái bàn ăn đâu Nó chỉ có cái tivi thôi, bàn ăn thì nằm ở bên hông rồi các quý vị Đâm ra thành là mình sẽ treo chân lên trên cái chỗ này đây là cái Air France Footrest mà mình chia sẻ rất là nhiều cho những cái chuyến bay quốc tế là quý vị nên cần nếu mình treo cái chân mình lên để cái hành trình mà mình bay dài mình không có mệt mỏi đó thì rất là cần thiết luôn nha quý vị quý vị nào mà mình chưa có mua cái Air France Footrest này thì mình lên Google mình search ở Amazon thì mình sẽ thấy rất là nhiều loại luôn cái giá bán thì tùy theo loại quý vị có thể lựa chọn mà cái mà mình mua là chưa tới 20 đồng nữa vừa rẻ mà xài cũng rất là ok cho tất cả những cái hành trình bay của mình bay hãng United Airlines thì cũng phát cho một cái mền mà cái mền rất là mỏng luôn quý vị và được thêm hai cái gối nữa hai cái gối này cũng là nhỏ rất là mỏng không có bàn chải đánh răng cũng như là không có cái khăn nóng giống như hãng Vietnam Airlines ha thật sự thì nói là tùy mỗi người lựa chọn hãng bay thôi nếu như mà bay về Việt Nam thì mình sẽ lựa chọn bay hãng việt nam airlines còn nếu mà mình bay vòng vòng trong nước mỹ thì mình không có lựa chọn khi mà mình đi làm nữa thì công ty mua vé máy bay ở hãng nào thì mình sẽ bay theo hãng đó thôi còn nếu như bản thân mình mà lựa chọn thì thật sự thì mình thích hãng southwest hơn cái tivi thì rất là nhỏ mà đặc biệt là cái dịch vụ giải trí ở trên máy bay của United Airlines rất là phong phú bất ngờ luôn các quý vị ơi có rất là nhiều phim từ Hồng Kông Hàn Quốc Trung Quốc rồi phim Mỹ phim Mỹ các là kiểu phim luôn khi mà máy bay cất cánh khoảng chừng có 1 tiếng đồng hồ là mình sẽ được phục vụ bữa ăn chính thì ban đầu là được cho mỗi người một chai nước suối giống như vậy nè quý vị xong sau đó thì bữa ăn sẽ được phục vụ thức ăn của hãng United Airlines thì phù hợp cho những người Mỹ, những người Mễ nói chung là người Brazil. Đây là cái hành trình bay về Brazil đâm ra trên những chuyến bay của mình nó là rất là nhiều người Brazil luôn đâm ra thành những thức ăn này thì tất nhiên là nó sẽ phù hợp với lại họ rồi. Còn hai chị em mình thì cũng không có thích lắm những chuyến bay mà dài 9-10 tiếng thì mới được ăn nha quý vị còn mà bay từ san francisco tới houston á, là không có được ăn một cái gì hết chỉ được uống nước với lại một cái bịch chip nhỏ xíu xì xíu thôi cho nên là quý vị phải chuẩn bị đồ ăn coi chừng đói bụng nha mà lỡ như mà mình đang bị delay ở trên máy bay nữa thì trời ơi nó đói bụng ơi là đói bụng luôn cho nên là mình nghĩ là quý vị phải nên chuẩn bị một chút ít đồ ăn vặt mang theo cứ tưởng là được ăn hai lần giống như là hãng Việt Airlines với lại Eva China những hãng bay châu Á mà mình bay đó thì là lên nó là được ăn một cử xong sau đó là buổi sáng ngủ dậy là được ăn sáng nữa thì buổi sáng thì ở hãng United Line là chỉ là ăn nhẹ thôi à, quý vị không có ăn giống như những hãng bay khác đây là phần ăn buổi sáng là một hũ da u với là một cái bánh vậy thôi à mình review luôn cái restroom của hãng United Airlines Đây là cái chiếc máy bay lớn Cho nên là mình thấy restroom nó lớn hơn một chút xíu Và khi mà đi vào là quý vị nhớ là Mình phải lóc cái cửa lại nha quý vị Nói chung thì về phần mà sạch sẽ thì mình thấy nó cũng bình thường không có giống như hãng Eva và China Hãng Việt Nam thì nhiều người cũng bình luận và khẩm lên là cũng không có sạch sẽ thì cũng tùy mọi người thôi Hành trình mà bay từ Houston tới Brazil thì thời gian chỉ là gần 10 tiếng thôi Nói chung là hành trình bay rất là tốt luôn và rất là bất ngờ khi mà cái quang cảnh đập vô mắt mình thì rất là đẹp luôn á mình tới thành phố lớn nhất của brazil được mang tên là rio de janeiro mà việt nam mình hay gọi là rio de janeiro đó quý vị một đất nước có rất là nhiều những cầu thủ bóng đá nổi tiếng ha. Và một cái điều đầu tiên là khi mà xuống phi trường ở đây thì mình thấy bán đồ rất là nhiều từ ngay ngoài cổng cho tới đi vô trong luôn đó quý vị. Thì cái hành trình bay từ San Francisco đến Brazil của mình đã hoàn thành và thật sự mà nói mình cũng rất là vui khi mà máy bay đáp xuống đúng giờ mình có quốc tịch Mỹ khi mà mình nhập cảnh vào Brazil thì mình cũng phải cần làm visa với cái giá là 80 đô luôn á đây chính là mình làm e visa đó quý vị mà cũng rất là mắc luôn ha ngày xưa là khi mà quý vị có quốc tịch Mỹ nhập cảnh vào Brazil là không có cần visa nhưng mà bắt đầu từ tháng 5 trở lại đây là những quý vị nào mà có quốc tịch Mỹ nhập cảnh vào Brazil là đều phải cần có visa hết đó quý vị đi từ phi trường đi ra thì mình đi ngang một cái nơi di tích lịch sử rất là nổi tiếng ở tại brazil ngay cái thành phố rio de janeiro này luôn thì nếu như mà quý vị mà đi du lịch đa số là họ tới ngay cái chỗ này để mà họ đi tham quan thì mình thấy quan cảnh rất là đẹp rất là tuyệt vời luôn và đặc biệt là cái khí hậu rất là mát mẻ ha không có nóng quá và cũng không có lạnh nữa Đi một hồi thì cuối cùng mình cũng tới trước cái hotel JW Marriott. Đây là cái hotel mà công ty của mình đã đặt trước để cho tụi mình tạm thời ở lại đây trong suốt cái hành trình làm việc là hai tuần đó quý vị. Thì mình sẽ quay cái hotel này cho quý vị xem. Cái hotel này rất là lớn, rất là đẹp luôn á. Nằm trước một cái bãi biển luôn á. Tuyệt vời lắm quý vị ơi. Thì mình xin dừng video này tại đây ha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào video sau kính chúc tất cả quý ông bà cô chú các anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui hạnh phúc và bình an xin chào và tạm biệt chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều bye bye